heo đẻ nè các bạn. Máy này lứa này là lứa thứ ba nha, lứa thứ ba mà nó nằm cái bít cái chuồng luôn á. Chuồng này bữa hổm mình đo là một thước hai hai thước mấy chứ, hai thước mấy nè mày, ngang nằm cái bít cái chuồng luôn á. Tốt có sợ không? Thì qua đây coi các bạn coi nó đẻ nè. Đó ba con. Ba con này là lỗ vốn luôn rồi đó các bạn. Đủ vốn nó ăn. Dư được chút đỉnh. Ba con à nó ra nhau rồi. À trái sữa nè hết biết không không? Hai lứa trước thì lứa nó đẻ 12 con. Lứa đẻ ra nhiêu mà? 13 con. Lứa 12, lứa 13, lứa này có 3 con à. Đó. Rồi con đây cũng chuẩn bị đẻ luôn nè. Mà bụng nó cũng nhỏ các bạn. Đó. Đây những con đó phối cũng xê xích nhau á, lượt á. Xong rồi chắc cũng nay mai gì đẻ rồi. Con này thì bữa hổm đẻ 1 con. Đẻ có 1 con duy nhất à. Bữa nay lên giống lại nè. Mà nó bị viêm mà nó có vỏ. Có 1 con mình nhập chung với cái bầy này luôn. Chung với bầy này luôn. Rồi bán luôn rồi. Còn đây là con nái này thì nó lên giống 2 lần rồi mà nó lên giống yếu quá mình không có phối được nè. Con này hôm hổm nó bị bệnh đó các bạn. Bị bệnh nè. Nó lên giống 2 lần rồi đó mà nó yếu quá, yếu nó lên nó không có sung hung là không có mạnh hung nên là mình không có phối các bạn. Rồi, nái tơ này thì dời lại đây. Tơ này thì bỏ sau con kia khoảng 8-9 ngày đó các bạn. Thì 4 bầy heo này của mình chắc cỡ được cỡ chắc cỡ 1 bầy heo rồi các bạn. Gần bầy heo của người ta. 4 một con. 2 con với 2 nái già đó, 4 con chắc cỡ được 1 bầy heo à. Cái này nó như thế nào, thời tiết thì sao các bạn, nó thụ tinh nó đạt ít quá, nó đậu ít quá không có nhiều. Thì mình cũng phối là dạng cũng phối liên tục luôn đó các bạn, phối khóa đầu khóa đuôi luôn, phối liên tục luôn đó. 4 chai 2 ngày mà nó con nào đậu ít thì đậu ít rồi các bạn. Con này phối cái đợt đó phối nó rất không tin luôn, mở đầu 13 con phối chạy gần còng cũng đậu bình thường. Còn có nhiều bạn nói heo gì mà nuôi 7 ngày mà biết cho ăn mà nó ăn được, cũng tập ăn 10 ngày mà nó ăn được là không có, thì cái đó là chuyện của quý vị, tin không tin là chuyện của quý vị nha. Chứ em cũng không có cần nhất thiết phải chứng minh. À, còn cách của em thì có sao thì mình chia sẻ vậy thôi. Chứ còn chuyện mà anh chị làm theo không làm theo đó là chuyện của anh chị. Và tin hay không tin đó là chuyện của anh chị. Vậy thôi. Nhiều khi cái chuyện mà mình làm trước mắt luôn á mà quý anh chị còn không tin đó, chứ đừng có nói qua lời nói đúng không? Thì cái đó là cái chia sẻ của em. Thì em đã bán cái bầy bên đó với cái con này luôn. Là cái bầy đó 15 ngày là em bán rồi bà con. Mà chia sẻ lên thì cũng có nhiều anh chị không tin. Không tin thì thôi đó là chuyện của anh chị. Còn chuyện của em là em chia sẻ thật thôi. Đó, tin là chuyện của anh chị.
và làm theo hay không đó cũng là chuyện của anh chị. Con này chỉ này chắc cũng đẻ ít rồi bà con. Con này chỉ ngồi nó cũng 12 mươi con hay nè. Chuyến trước nó cũng 12 con, chuyến rồi cũng 12 con. Con này ba lứa mà. Chuyến trước 13, chuyến rồi 12. Chuyến này có 3 con à. Gầu không? Lê que à. Nhưng mà mình không có nản các bạn. Mình cứ nuôi tới hoài vậy đó. Chuyến này chuyến khác nha. Nếu mình không có ấy được. Ồ, con này sao nó chóc cái đuôi da luôn rồi. Nó cọ vô cái miếng cây của cha mình làm hay các bạn. Chóc đuôi luôn rồi kìa. Chóc da luôn rồi kìa. Chóc da đuôi luôn rồi. Con này nó cọ vô cái miếng cây vậy mẹ. Ở đây nè, nó chóc cái da đuôi nó luôn rồi kìa. Lột da luôn rồi. Ừ, con trắng này nè. Lột da nó teo lại luôn nè. Đây nè các bạn, lột da đỏ tươi nè. Đau thấy bà. Chắc mấy cái miếng cây này nó bén nè. Nó chim vô rồi nó gị á. Chứ nó dễ gì mà nút tới chạy đuôi dữ vậy. Nó không đổ miếng cây gì chứ chứ. Này à, cha mình chế mà không có gấp quá các bạn, không có ấy cái mấy cái này loại nè. Mấy cái này nó còn bén quá nè. Mấy cạnh này nè. Không có bào lại nè, bén quá nè. Nay thì mình đau lưng quá nên là mình không có đỡ để cho mẹ đỡ luôn à. Con heo tướng gì nè mà đẻ ba heo à, chán chưa. Ăn như con trâu. 6 con à, 3 con này chắc đủ vốn chứ gì đó. Dư đựng chút à. Mấy tháng trời á ăn nuôi nó. Chắc đủ ăn được chuyến sau nữa. Chắc nó ăn đủ được chuyến sau nữa các bạn. Ăn lúc mà nó mình phối á, nó ăn đủ thêm chuyến nữa. Mấy con này chỉ có 3 lứa thôi nha các bạn. Lứa này lứa 3 nè. Con đó cũng vậy á, con này cũng vậy nè, lứa 3 nè. Nó bự con nó dài đòn vậy đó. À có bạn hổm á, chê heo của mình á, heo bên kia á, giò nhỏ á. Cái cặp giò này bự hay nhỏ các bạn? Cặp giò này bự hay nhỏ? Nó mạnh như con trâu vậy đó, nó ăn rồi là bắt đầu đẻ xong là nó ngồi vậy nó ăn phà phà luôn đó. Chứ ngồi nó đẻ xong là nó ngồi vậy nó ăn phà phà luôn. Chứ ngồi là nó đẻ bầy đó đó các bạn. Mà có tặc 12 con mà có tặc còn có 9 con à. Nó tặc kìa nó chết. Con thì lỡ, con thì bị què chân rồi, con thì nó nó bị sứt môi các bạn, 2-3 con vậy đó bị sứt môi. Con này mình bán con nó xong rồi nó chuẩn bị nó lên giống này nè, mà mình chưa có phối liền đâu, tại vì con này hồi đó nó móc dữ lắm, con này lúc đẻ móc dữ lắm. Đây nè bầy này con của nó nè, này có con tặc cái gì nè các bạn. Khiếp luôn. Còn có 9 con à. Nuôi tới lớn 12 con mà còn 9 con à. Nuôi tới lớn. Bị tặc quá trời luôn à. Rồi giống như tinh nó yếu thì sao các bạn. Thằng phối nó yếu vậy. Nó ra toàn là heo bị tặc không à. Ấy là mình lấy nhiều chỗ lắm mà vô lấy tinh công ty rồi nữa. Nhưng mà nó ra dị tật nhiều nữa các bạn. Giống như nó bị trùng huyết hay như thế nào á. Thành cũng không có nghiên cứu kỹ vấn đề đó. Nhưng mà mình nhớ là mình lấy rất là nhiều con chỗ và nhiều công ty lắm. Chứ không phải mình lấy một vài con heo nọc đâu các bạn. Thì lúc đó mình còn đi làm dịch vụ quá. Mình lấy nhiều chỗ lắm. Trời ơi, heo này nhìn thấy dĩ tướng gì là đã gì mà chán à, được 3 con heo à. Nói chán chán chứ mình cũng nhờ nó đó các bạn. Nhờ nó dữ lắm nè.
nhờ hai nái này nè. Thì nguyên cái dàn nái của mình đó là con của hai con nái này nè, con của hai con nái này nè. Những dàn nái luôn. Rồi vậy thôi mình kết thúc video này ở đây các bạn. Chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe, chúc bà con gặp nhiều may mắn nha. Xin chào, hẹn gặp lại bà con và các bạn nha.